cảm ơn em đã nói trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng vào lại tựa game là Food of the New World em ha, trái cây của từng thế giới này em ơi. Rồi thì hôm bữa mình cũng đã có review cho anh em xem cái ngày đầu tiên và cũng như là cái game play được cái thứ rồi ha. Thì nói chung là game này chơi cũng khá là ok anh em nha. À thì ngày hôm nay mình sẽ là trải nghiệm ngày thứ hai anh em ơi. Thực sự ngày thứ hai nhưng mà đáng lẽ ra là ngày thứ hai, nhưng mà ngày hôm nay đính chính xác á là ngày thứ ba. Ngày thứ ba anh em ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem thử coi là ngày thứ hai và cũng như là đầu ngày thứ ba có cái gì anh em ha. À, đầu tiên thì chắc là chúng ta chuẩn bị ăn cốt mới anh em. À, chuẩn bị ăn cốt mới luôn đi ha. Cốt này là mình mới vừa update anh em ơi. Đây, ăn cốt thì anh em vào trong phần dịch vụ nè, mã đổi thưởng nè. Rồi vô đớp anh em nha. Đó, để coi coi nó cho quà gì đây, vô thư anh em. Ồ, cốt mới nó cho vé quay, cái này là vé chiêu mộ nha. 100 cái trái vàng nữa nè. Ơi quà xếp hàng được cái thứ nó trả quà về quá trời luôn kìa anh em ơi, nhận luôn nha. Nhận tất cả luôn anh em. Rồi, mình sẽ để coi coi, cái này là kết bạn anh em ơi, tự động trao quà và tặng. Ui, cái này nó cho Billy cũng nhiều thế nhờ. Chấp nhận hết anh em. Rồi, coi lễ hội 7 ngày. Ôi đây đây anh em ơi. Rồi, ngày thứ hai mình đã lấy được một con Usopp rồi anh em. Hôm nay là ngày 3 ha, để mình coi ngày 3 nó cho cái gì. Rương rút 30, đăng nhập 3 ngày liên tiếp và nhận những phần quà hấp dẫn. Trời ơi, nhận quà ri nữa mấy ông ơi. Tí hồi mình sẽ sau cho anh em xem cái dàn tướng ở trong này luôn em ha. Rồi cái này là tổng quà tặng trong ngày lại. Cái này là quà tặng trong ngày anh em nha. Để mình lấy quà luôn đi anh em. Mở 1000 lần. Ok, cái này là chiêu mộ ri nè anh em. Cái này thì như là anh em phải vào anh em chiêu mộ, rồi sau đó là chúng ta lật thẻ ha. Nó sẽ cho chúng ta những cái con tướng gọi là 3 con 5 sao. Đó thì anh em sẽ chọn được trong 3 con đó anh em nha. Chọn được luôn anh em. Ngon, nói chung là ok la đấy. Kobe. Đây, đúng một con đầu thôi, còn mấy con sao lỏ lắm anh em ơi. Rồi chiêu tiếp nha. Thử coi đợt này là ai. Nghe bảo rằng á, con gáp anh em hiện giờ đang là một con hot bít đấy. Gáp được các thứ anh em, nhưng mà chiêu hoài nó không có ra. Mình mới ra được tuổi mi hắc được các thứ thôi, gáp được các thứ chưa thấy ha. Rồi cũng như là để coi coi thêm một con nữa đi anh em ơi. Lật. Trời ơi, sao vậy? Hay da, Bon Clay mid 2 anh em nha. Con này lỏ anh em, trời, nói chung là con này cũng lỏ hết vậy ta. Con nào chưa có thì mình chắc là mình lấy đi anh em ơi. Bởi vì mình lấy thì chúng ta sẽ được nhận được thêm 100 cái con này hình như chưa có nè, 100 cái trái quỷ anh em. Ê lật được nữa nè. Ê ngon nhờ. Đây ai đây ai đây. Ê ê nhìn chưa rõ nha, nhìn chưa rõ. Trời ơi lại ông Ganfell anh em nha. Ganfast hả? Ganfast. Ông này là ở trên đảo trời anh em ơi. Con này cũng là 5 sao nha. Chúng cũng được, tạm được anh em. Rồi, tiếp theo nha, hy vọng là sẽ ra gáp anh em ơi nữa hả? Quải xuống nhờ, ra con này nữa anh em ơi. Bên Hải Quân này là đệ của Smoker anh em nha. Nãy là mình mới nhận quà đó anh em, nên là nó cho mình cái rương hồi nãy á, là nó cho mình lật thẻ liên tục luôn ấy, ngon anh em. Trời lại Usopp nữa, Usopp nhiều quá vậy. Con này không lẽ bây giờ cho nó lên max sao ta? Ok, để coi coi. Lấy con Usopp nó đi nè. Không biết là nó cho mình quay nữa. Ý nữa hả? 3 ngày liên tục anh em, đăng nhập tổng cộng 3 ngày. À, vậy là quay được thêm một đợt nữa anh em ơi, quá tuyệt vời. Ui. Con này là con Smoky anh em ơi, Smoky này là con của Bitmom nha. Ê được nha, con này mình chưa có anh em. Trời tuyệt vời, anh em thấy chưa? Vô trong này chưa có bơm lúa gì cả mà nó cho tướng quá trời anh em ơi. Rồi tiếp tục nha. Rồi Frankie như mình có rồi. Frankie này thì nói chung là tướng tăng cơ anh em ơi. Không, tướng này tướng nhanh nhẹn anh em. Nó để cái chân nè. Ok, tiếp tục nha. Hy vọng là ra tụi gáp rồi cái thứ. Ôi. Ây da, trái sư tử CB9. Này không biết có mạnh hay không ta. Rồi, xong rồi đó anh em. Trời lực đảo quá ha, nó cho ri à. Lấy con này đi anh em nhờ. Con này mình chưa có nè anh em. Lấy về để mà bỏ vô bộ sưu tập ha. Rồi tiếp theo là phần sự kiện. Đây phần sự kiện mới hát lễ hội mấy chủ mới nè. Cái này thì anh em có thể làm nhiệm vụ ngày hàng ngày anh em nha. Cái này giống như chơi nhà đăng nhập 7 ngày gì đó, khá là ngon ha. Rút thăm thêm nữa nè anh em ơi. Ây cha, để coi coi được thêm quà gì đây. Tốn 300 xu mới ghê chứ ạ. 100 cario anh em ơi. Rồi tiếp tục để mình coi coi. Đây anh em nhớ vô lấy hết thách đấu boss được cái thứ nữa anh em ha. Giấc mơ thành sự thật. Ui ôi. Quá mê lì anh em ơi. Nhìn mà lem thế nha. Rồi sự kiện hẹn giờ. Mấy cái này là mấy cái quay tướng anh em ha. Nhưng mà quay không ra tướng nổi đâu. Ở bên này thì mình thấy là tụi nó không có all in là mấy con này nè. Tụi nó sẽ all in tụi gáp được các thứ anh em. Lù Nika nữa nha.
rút th- ơi bay hết trái quỷ rồi. Hồi nãy là nó có bị ơi ơi lãi nhờ, lãi lãi anh em ơi, được 3000 trái quỷ nè anh em ơi, quá hên anh em ơi. Thì thử thách là lấy thêm quà, ok, để ra ngoài lấy thêm quà thêm rồi đem phần sự gì này là điểm danh anh em nha, điểm danh nè, xác nhận phát luôn. Ủa này danh tiếng là cái gì ta, đăng nhập hàng tháng nè, lấy thêm quà tháng nữa nè, cửa hàng nữa nè, miễn phí là lấy hết anh em nha, miễn phí là lấy hết. Ủa cái này cái gì ta, đặc quyền à, lên VIP anh em ơi. À cái điểm danh tiếng đó là cái để lên VIP anh em, mua giới hạn luôn, ngon. Để coi coi, hôm nay mới lên được VIP 2 anh em ơi. Lên được VIP 2 cũng ok. Rồi cái này là đua top hạn chế chiêu mộ. À cái này là quà chiêu mộ anh em ha. Rồi ok. À mấy cái này là mấy cái tính năng anh em ơi, thăng chức hả. Coi coi, à cái này là lên sao tướng anh em, lên sao tướng ha. Thăng chức, để coi coi cái thăng chức này là cái gì. Thăng hạng sao, à tăng sao tướng anh em ơi. Có thêm con ranky nữa thì cũng mới được nè, 2 copy. À, và như là mấy con tướng 4 sao, ranky này lên làm cái gì anh em? 4 sao lên làm cái gì? Rồi là món quà tứ hoàng nữa nè anh em. À, tổng là 100 trái bích để nhận gì? Tổng 100 trái ngọc bích là gì ta? Này chưa hiểu lắm anh em ha, chưa hiểu lắm ha. Rồi để vô túi coi có cái gì. À đây nè, mở cái này luôn nha. Rút 30 lần gì nữa nè anh em, nhận luôn nè. À, nhận tiếp. Ủa, chưa. À, cái rương này là cái rương nhận mỗi ngày anh em ơi. Mới nhận cái rương này thì ngày mai em nhận tiếp anh em nhé. Đang có 73 vé quay anh em, tí vô quay gacha cho anh em xem. Và đặc biệt thì để mình coi nhận thưởng này luôn đi. Ui cho trái quỷ nhiều thế nhờ nữa nè. Cái này là ui cái này là nguyên một cái tờ báo luôn anh em. Nguyên một cái tờ báo luôn. Trời cho quà dữ vậy. Cái này là 4 ngày 2 giờ nữa đếm ngược để khóa ha, ra khơi nè. Vậy như là đây là một cái event chung để mà chúng ta làm hay sao anh em ơi. Chiêu mộ thượng đỉnh, gì? Cái này là chiêu mộ thượng đỉnh đâu nè. Mấy chủ thượng đỉnh đâu các thứ nè anh em. Cho hay nhờ. Quá trời người tương tác luôn chứ anh em. Cái này là cái này là cái gói à, cái gói này tự nhiên đi mua gói này ta. Cái này là chơi giống y chang như là Mario. Hơi lát anh em ơi. Hơi lát một tí. Trời ơi bị mít ta. Ôi trời ơi á. Này là chúng ta phải tốn cái nắm anh em thì chúng ta mới chơi được nha. Ôi trời ơi mít nữa. Rồi hết nhảy được rồi anh em. Nếu chúng ta phải muốn có thì chúng ta mua gói thêm, gói này 300. Mua luôn nè. Mua luôn đi. Cái này dễ trúng nè. Đúng rồi. Cái này cũng dễ trúng nè anh em, ba cái dấu hỏi này dễ trúng nè. Đúng rồi. Ê được đồ nhiều nha. Được đồ nhiều quá nha anh em. Ai nữa đây? Ừ ok, tiếp tục. Rương này là 10 điểm bằng chứng chiến binh, cái này là dùng để đổi quà anh em ha. Ok xong rồi đó anh em. Rồi vô gacha anh em ha, để mình coi cái chiêu mộ thường đợt này đã cho một cái ri nè. Này phút thôi. Đây chiêu mộ ý chiêu mộ chạy hả ta. Đến chạy coi. Ở trong này thì chúng ta sẽ có cái điểm anh em ha, chiêu mộ chúng ta sẽ có thêm điểm để đổi quà ha. Cái này là đổi tướng nè. Đổi tướng thì đổi làm sao đi ta? À đổi từ con này qua con khác anh em nha, giống y chang như là ở bên huyền thoại hải tặc cho nó em, y xì vậy luôn ha. Rồi vé quay miễn phí ngày đầu tiên. Chiêu mộ 2 lần, cái này là quay chơi re thôi anh em ơi, bây giờ mới quay thiệt nè anh em. À mình có nhận được thêm quà uy tín đó nè anh em, xem uy tín nè. Để coi coi, cái này cái điểm uy tín ha ta. Chiêu mộ điểm. À phải vượt qua ải thì chúng ta hạt VIP 3 mới mở khóa hả? Ok. Rồi, quất thêm 70 nhát đi anh em ơi. Để thử coi coi là được con gì nha. Ý, ơi con này tụi nó ôn in nhiều lắm nè. Ivan Cốc đây nè. Con này tụi nó ôn in nhiều lắm, búp cho tướng hơi bị ngon anh em. Mình thấy tụi nó chơi rất là nhiều luôn á. Ê, để tí hồi nữa build con đó lên anh em nha. Build con đó lên ngon anh em ơi, tuyệt vời. Được một con quá ok la rồi anh em ơi. Con này thì nói chung là không có ngon anh em nha. Sentomaru nè, nó là fan của Vegapunk đấy. Nó là đệ của Vegapunk đấy anh em ơi. Nhưng mà nó thuộc hải quân, nhưng mà sau thì dạng như là nó không có cam chịu là bên hải quân được, cái thứ là bị Kizaru xiên. Bị Kizaru nó xiên rồi anh em ơi. Ông nào đọc truyện rồi xem phim chắc cũng biết ha. Hay da. Rồi tiếp cái nữa đi anh em ơi. À lật nhanh hết nha. Ây cha. Đây là phiên bản là Robin đứa con của quỷ anh em ha. Robin 4 sao thì chỉ làm phút thôi anh em. Mấy con 4 sao làm phút hết. Xài 5 sao trở lên anh em nha. Anh em xài 5 sao trở lên hết.
Rồi triệu hồi 10 lần tiếp anh em ơi. Lật tiếp nha. Cho em thêm ghép được các thứ đi. Trời ơi, tính ra cái con Usopp này có nhiều lắm anh em ơi. Chắc là mình cho nó làm đi càng làm carry quá. Usopp lỏ. Cái nữa. Lật nhanh. Mình thấy tụi nó ôn in ghép rất là nhiều anh em, ghép ở trong này mạnh lắm. Mình được con tướng búp ở trong cái dàn tướng T-Lit rất là ngon rồi nè. Anh em ý, con này mình cũng có một con rồi. Anh em có muốn là mình làm cái T-Lit không anh em? Game này cũng hay, anh em có thể đổi gió qua game này Okila đó anh em. Rồi ok, xong rồi anh em nha. Xong đợt để vô lấy quà, sự kiện giới hạn. À cái này hồi nãy mình mới quay nè ha. Hầm ủy thác rút miễn phí phát coi. Nhiều quà lắm anh em ơi, trong này nói chung là quà được cái thứ nó cho rất là nhiều ha. Trước mắt thì anh em có con nào 5 sao thì anh em chơi con đó thôi anh em. Sau thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn sau ha. Cái dàn tướng đây anh em, cho anh em xem dàn tướng đi ha. Đây, dàn tướng đây nè. À rồi, cái phần niên giám á, là phần đồ giám á, mình cũng đã mở rồi ha. Thì ở trong này chúng ta sẽ có một con tướng hơi bị đỉnh luôn anh em ơi. Con này thì thôi khỏi phải nói anh em, nhân vật chính mà trạng thái đang gần, trạng thái này là hiện giờ đang là trạng thái mới nhất anh em nha. Đó là Lù Nika. À, gì? Nó ghi cái này là Luffy So Good anh em ơi. Luffy So Good. À, là thần mặt trời đó anh em. Đó thì anh em thấy tạo hình ok lao anh em, rất là đẹp ha. Rồi chúng ta có thể thử tướng ở trong này nữa anh em. Thử tướng nữa nha. Này anh em coi nè. Coi skill của Lù nè anh em. Ở đứng nó cười kìa. Ôi, đẹp nhờ. Đó nó sẽ giật những cái tia là xét xuống anh em nha. Đây, nộ của nó đây anh em. Nộ của Lù Nika nha. Đó, ổn chưa? Trời ơi. Ok anh em nha, game này nói chung là nhiều ông bảo rằng là game này đã ra mắt khá là lâu rồi. Hình như là ra lâu rồi anh em ơi, nhưng mà dạng như là server của nó sẽ gói gọn ở server chung. Và cũng như là server của nó ít lắm anh em. Còn bây giờ nó mới vừa bung ra những cái server và cũng như là chơi được đa quốc gia đó, thì nó sẽ có hỗ trợ thêm cái tiếng Việt nè, rồi tiếng Hàn, rồi tiếng Thái nè anh em. Đó thì anh em chơi game này thì nó ok hơn anh em ha. Chơi game này nó rất là ok. Nhưng mà cái đồ họa này thì nó hơi cũ nha. Đánh giá của mình đồ họa này thì nó hơi cũ. Nhưng mà update được thằng Lù Nika này thì nó nói chung là cũng khá là châu bò tân thời đó anh em ơi, khá là tân thời. Đứng nó cười kìa. Ồ, ổn nha anh em. Trời ơi nè, một sẹn nè. Ôi, mạnh. Rồi ok, đó là trạng thái Lù Nika anh em ha. Đây, ngoài ra chúng ta có thể coi được cả Kizaru nữa anh em nha. Đây Kizaru đây nè. Đó là AKG nè. Đó mà thử luôn anh em, coi skill thử cho anh em xem luôn anh em. Kizaru nó như thế nào? Kiếm ánh sáng được các thứ nữa ha. Nói chung là hay anh em, game này mà anh em cày chay được các thứ là cũng ổn áp anh em, nó không có bắt anh em phải bơm lúa đâu. Bơm lúa vô thì nói chung là chúng ta mạnh hơn, nhanh hơn người ta thôi. Đây, nộ của Kizaru anh em nha. Rồi. Được anh em ha, ok ghê chứ. Tí mình sẽ build con Ivan Cốc vô trong team anh em, con đó hiện giờ đang búp khá là ngon, mình thấy tụi nó chơi nhiều lắm. Cái T-Lit là cũng sẽ có gáp, có Ivan Cốc nè, rồi mấy nói chung là cái đội hình giống y chang như là đội hình ở trong cái đấu trường anh em, mấy thằng top ở trong đấu trường ấy. Đây anh em có cả con FZ Guza nữa anh em nha. Lúc này thì anh ấy vẫn đang còn trong hải quân, còn chưa có gọi là BK với lại chó đỏ Akanu đâu anh em, chưa có BK với chó đỏ đâu. Đây. À, ui đẹp nhờ. Nổ đó anh em, đúng như vậy luôn ạ. À. Được. Chim chỉ xanh anh em, tên là chim chỉ xanh. Đây nổ tiếp phát nữa nè. À ok anh em nha. Đây, đó là về cái nổ anh em, coi nổ được hết tất cả tướng luôn anh em. À có cả chó đỏ nữa anh em. Trời, ba đứa gọi là đô đốc hải quân luôn nhở. Ba đứa đô đốc luôn anh em, vải lúa nhờ. Đó, kể cả những cái nội tại và cũng như là đánh thường anh em ha. Cái này là chuẩn bị có nộ nữa nha. Đây, nộ đây anh em ơi. Chắc chắn nó sẽ có những cái cục rớt từ trên trời. Ông nào mà chơi võ lâm truyền kỳ ngày xưa gọi là thiên ngoại lưu tinh anh em. Nó bị té, nó bị đập té nhìn cũng hài nữa anh em. Đấy, Kizaru con này thì nói chung là anh em không có nên Odin anh em. Đây, gáp anh em ơi. Con gáp này mới bá nè. Mình thấy là tụi nó, ơi nó có cái nội tại gì kìa. Haki. Búp Haki gì kìa anh em. Nổ đây. Nổ gáp anh em ơi. Hoài mạnh nha. Ê con gáp này mạnh anh em nha. Mình thấy nó có một cái nội tại Haki vậy. Để mình ra mình coi thôi. Anh em có thể coi được cái skill luôn anh em ha. Coi chiêu nổ trước đi.
gáp gây sát thương 400% công tất cả địch và hạ gục chúng với mũi haki. À, búp trên người, búp haki anh em nha. Đâu rồi? Đây gây rối haki level gì đây nè. Vào thêm một haki vào kẻ địch ngẫu nhiên và gây choáng chúng trong 2 giây. Trời ơi, thì kêu này CC anh em ơi. Tăng thêm công trong 25 giây và có 1% xác suất gây cho là kẻ địch là trong 10 giây. Cộng dồn 3 lần haki trên mục tiêu. Cái nộ này haki càng nhiều, đam càng to nè. Phải cả lúa nhờ. Mạnh anh em ơi, nói chung mạnh nha. Rồi coi tạo hình nhân vật anh em nha. Đây, vua bóng tối của chúng ta đây nè. À, ok chưa. Tiếp theo nữa là San tóc đỏ anh em nha. San tóc đỏ, ê, như là mình có một con á, đâu có nhớ coi, đâu có đâu ta. Con này Marco anh em ơi, Marco Phượng Hoàng nè. Rồi, Big Mom, wow, coi thử skill Big Mom. Đây nè, Big Mom đây. Đó, chắc chắn là có là mấy cái rồi con đệ đi chung anh em ha, Zed với lại con cái con mặt trời tên là gì quên bả rồi anh em nhờ. Nhớ được con May lẫn Zed thôi. Rồi, ok chưa anh em, ơi chưa thấy nộ nha. Chuẩn bị nộ rồi anh em ơi. Coi thử nộ của Big Mom coi nó có bá hay không anh em hả? Đây, nộ đây mấy ông. Ôi, nộ nó đứng ở trên mây rớt nó sạc anh em ơi. Nói chung cũng tạm được nhưng mà không thấy ai chơi. Coi Marco đi anh em, Marco skill trái ác quỷ đẹp. Trái quỷ đẹp thì chắc ơi, búp giáp siêu hồi HP. Được nhờ. Trời ơi, nó hồi HP kinh dị nha. Kẻ bất tử kìa, kháng choáng luôn. Wow. Đây anh em, nộ của Marco Phượng Hoàng đây. Wow, làm sao để có đây ta. Trời ơi, nó hồi HP kìa. Con này nó bơm HP rất là kinh. Bơm HP rất là kinh đó anh em. Trời ơi, đi hỗ trợ đi ải thì thôi rồi luôn ấy. Đã nhờ. Nhưng mà làm sao để mà có đây ta. Đẹp ha, nói chung là con này đi búp thôi chứ không có đam anh em nha. Big Mom này, đây râu trắng này mấy ông. Râu trắng đây, để thử skill râu trắng luôn cho anh em xem ha. À, ok anh em, ở trong này được cái là chúng ta có thể xem được gameplay của tụi nó luôn em, rất là hay ha. Đây, nổ râu trắng, ui. Được anh ơi, được anh ơi, được anh ơi. Đẹp quá. Nổ đẹp quá anh em ha. Rồi, để coi coi còn ai đó. Đây, Crocodile anh em nha, Crocodile nè, này lâu nè. Trời ơi, chú chậm vào tâm hồn quá là bo hăng cốc anh em nha. Đây Enel, ơi con Enel này là cũng thuộc trong team lead rồi anh em, mạnh á. Ludica đang đứng đầu, Ludica đang đứng đầu trong team lead. À, thằng Enel này thì là nó cũng đang đứng trong team lead nhưng mà không phải đầu anh em. Chỉ có một mình thằng Ludica là đang đứng đầu thôi. Bất ghi nè, cái gì này tên là cái gì để Agetko. Đây MH đây nè, MH này nói chung cũng tạm được thôi ha, có thì chơi đỡ hơn là không có ha. Doramingo nè anh em, Kit nè. Kit này cũng ngon sao đó anh em, Kuma nó cũng ngon. Lù Monkai King, à lù BM đó anh em. Đây Jinbe nha. À cái này là ủa mấy con này cũng là 5 sao rồi anh em nha, cũng là 5 sao luôn đấy. Con này hình như mình có rồi. Anh em vào trong này nè, anh em sở hữu tướng ở đây chúng ta có thêm được trái quỷ anh em ha. Đây và những cái con tướng phụ anh em nha. À. Ôi, có thằng này CB9 nữa nè anh em. Thằng này dân CB9 BG nữa nè. Hả quyền A. Ui, coi thử hả quyền A coi sao tự nhiên xếp cái hạng cùi quá vậy. À, có một cái aura ở dưới chân tăng công cho đồng đội. Cũng hợp lý. Đây nổ anh em ơi, hả quyền A. Quả cầu kinh khi anh em ơi. Ui đẹp nhờ. Đẹp anh em ơi. Dạ, game này anh em muốn tải có thể xuống dưới phần miêu tả anh em tải ha. Này con Haukin anh em ơi, Haukin. Đây VV, ơi con VV này cũng thuộc T-list nè anh em. VV này cũng thuộc T-list nè. Tước vũ khí cái địch không thể. Những cái con tướng mà mình cảm giác như là nó là thuộc T-list là tụi nó toàn có CC không anh em. Nó ghi là tước vũ khí của kẻ địch không thể sử dụng kỹ năng đòn đánh. Cái này và cũng như là thường vật lý, cái này là dạng như là stun rồi gì nữa anh em, stun đấy. Câm lặng được các thứ anh em. Ôi con VV này cũng thuộc T-list nha. Con Usopp này nói chung là để coi coi cái địch HP câu chung là cái địch và hồi toàn bộ cuồng nộ. Con này nói chung là mình có rồi anh em, này bình thường ha. Bình thường đó anh em. Perona nè, con này đây anh em. Con này búp hiện giờ đang cực kỳ ghê. Sử dụng cuồng nộ hồi phục cuồng nộ của đồng minh, này là tăng nộ cho đồng minh nha. Và chỉ số công của tất cả là đầy nè. Cuồng nộ còn đầy sẽ tăng là chỗ trả lại 500 rồi cái thứ anh em. Nói chung là con Ivankov này là thuộc đang thuộc T-list anh em, hồi nãy mình mới quay được ha.
Đã quá ta, quá nhiều tướng luôn em ơi. Đây Ranky nè, nè con này nãy mình mới chiêu được nó nè. A Long nữa nè, A Long này thì bình thường nè. Smoker, ấy thằng này là ở trong ngục mà anh em, nhìn nó lõ mà nó giật giật á nhờ. Anh em thêm một con nữa nè, à trái tim sư tử ấy, con này hồi nãy mới chiêu được nè anh em, không biết có ngon hay không ta. Ủa cái đám nào mà 5 sao anh em, nó mới có 4 skill. Đám nào 4 sao á, nó chỉ có 3 skill thôi nè. Anh em nhìn coi nè, vải lúa nhờ. Rồi, ủa con này nó cũng là 5 sao mà mình nhớ không nhầm là nó cũng là 5 sao mà ta. Lấy nó về lấy trái quỷ thôi anh em ơi. Nhưng mà nó cũng chỉ có 3 skill thôi, 3 skill thôi anh em ơi. À, rất là nhiều tướng. Ui, mấy thằng tướng phụ này chả biết nó nằm ở đâu nữa anh em ơi. Bên đảo trời nè anh em ha, đảo trời nè. Đây là Morga, gọi là tay rìu đây em nha. À, Morga tay rìu. À, rất là nhiều tướng luôn anh em nha. Rất là nhiều tướng, rau đen lỏ anh em nha. Có cả rau đen lỏ nữa nè. Đây là con Robin. À, ok anh em nha, nó mê nó nè. Đây là mấy con tướng 5 sao hết. Ủa, tụi này 5 sao hết hả ta? Tụi này tướng cùi anh em ơi. Nè, tụi này tướng cùi không à, nằm ở mé dưới ha. Hầu như là gần hết tướng rồi anh em ơi. Rồi, để mình vô mình build con tướng mới của mình lên anh em nhờ. Con này cũng là 5 sao nhưng mà skill nó chỉ có 2 skill thôi. Ơ, 3 skill thôi. 3 skill thì ai mà chơi anh em. Chán ghê á. Level 100 sẽ mở thêm 1 skill hả ta. Để mình coi mình dồn cho cái con tướng đây anh em ơi. Ivan Cóc nè. Lên anh em, lên level. Con này là lên mắt bên để nó đi búp anh em. Búp cho team cũng ngon. Lên 61 luôn đi. À, nội tại tiếp theo đi. Bắn hai tên lửa mà thật là đây mở thêm rồi nè anh em. À, cái này là tăng HP với lại tăng công. Level 100 là hồi HP cho đồng minh chứ chỉ số. Ui. Hồi HP cho đồng minh có chỉ số công cao nhất nữa chứ. Vậy luôn. Ủa level nó nằm ở đâu rồi anh em nhỉ? À, cái này mình chưa lấy trái quỷ nữa nè anh em. Level nó nằm ở đâu nhìn không rõ ta. Đây anh em 66 luôn rồi. Đây nè em, con này là con MH của mình nha. Nói chung là cái dàn tướng à, con này lên sao được nè anh em. Trang bị, à quên trang bị cho con Ivan Cóc rồi. Đây à, để coi coi niên giám. Mấy con này lên sao cho Usopp đi anh em nhờ. Thăng cấp nè. À đây 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 đây. Usopp đang có luôn á chứ. Hay da, hai con này đang trong đội hình mà lại đi hủy nó thì kỳ quá đúng không anh em? Trời ơi, nó cần phải đúng hệ anh em, đúng hệ nó mới cho lên thêm sao ha. Nhưng mà con này không có cần phải lên sớm đâu anh em ơi. Không cần phải lên sớm đâu. Rồi, ok. Đó, đang ở ải này, đang bị vướng ải anh em ơi. Anh em nhìn vậy thôi, đi ải hơi bị khó nha. Này rút, ui đang có 58 luôn kìa, rút hết cái đống này luôn đi anh em, lấy quà. Mỗi lần rút là nó tốn 8 cái thôi ha. 18, 10 lần, ok rút tiếp nha. Lấy full quà ở trong này luôn anh em. Nói chung là đi ải với lại chơi mình nó cũng có nhiều lắm. 18 cái, ủa, cái gì vậy? Cuộc tìm kiếm giá trị đã kết thúc, bạn có muốn tiêu, à thôi khỏi đi. Kết thúc rồi khỏi tiêu nữa anh em nha. Cũng được rồi đấy. Nhiệm vụ biển đồ các thứ nè, rất là nhiều không? Game này nó cho nhiều quà lắm anh ơi. Ấy cái này là quà online nè. Đã hoàn thành xong rồi trực tuyến. Rồi lấy quà nhận tất cả quà này luôn. Ui chà đã chưa. Sứ mệnh nè. Nhận quà nhàn rỗi gì nữa nè anh em. Ui. Quà này là cái này là rương áp ca đó anh em. Anh em nhớ nhận thêm mấy trái quỷ này nữa ha. Để chúng ta lấy thêm quà nè. Lên level được cũng ào ào lắm đấy. Thông tin thêm lấy quà miễn phí. Ok. Đây sẽ đi ải cho anh em xem một ải mình đang tới đâu rồi anh em nha. Đội hình của mình thì để mình coi coi sàng lọc coi. Bỏ bớt con này đi. Cho hai con này vô. Ok. Có thể mà Ivan Cóc cho trong team là ổn rồi anh em. Trời ơi gặp ít mom luôn á. Ok không sao anh em ơi. Trận này bữa giờ đang bị thua nè anh em. Tăng cơ không kịp á. Ít mom nó mạnh quá. Chắc là mình chưa lên đủ level cho tụi nó đấy. Anh em thấy giờ một mình ít mom nó lùa hết. Đúng rồi MH ơi. Chắc phải lên thêm level cho tụi MH đâu cái thứ rồi. T-list hiện giờ anh em thì để mình coi coi mình có lưu cái bản T-list ở trên anh em ở trên group họ làm á. Thì cái bản T-list hiện giờ đang là có gáp nè. M
Marco nè, Ivan Cốc nè, Do Domingo nè, Bitmom nè, IBG Kuzan, và cũng như là có rau trắng anh em nha. Rồi cấp tiếp theo là chúng ta sẽ có là... Thôi xong rồi, một mình Bitmom nó lụm hết rồi. Hay già, anh em thấy căng ghê chưa anh em? Để mình vô dàn tướng mình build... Bộ này nó lên level hết rồi ta. À, build con Usopp lên đi. Build Usopp lên đi anh em ơi. 600 mấy hả? Tăng level... À, lên được cho MH rồi nè anh em. Tăng được thêm level cho MH lên rồi nè. Để đi gánh team anh em ơi. Chứ đuối quá, đuối rồi. Cho thêm lên cho Ivan Cốc luôn đi. À, trang bị Ivan Cốc nó đang có một cái để mà chúng... À, cái này là để cường hóa anh em ha, cường hóa đồ thôi. Con này đang thiếu cháy quỷ rồi. Hay da. Rồi, lại anh em nha, lên được một chút level đã, không biết nó qua nổi không đây. Rồi, cấp tiếp theo trong tier list đó thì chúng ta sẽ có là Enel nè, rồi Nami được cái thứ ha. Còn cái hạng mà cuối anh em thì chúng ta có MH rồi, với lại mấy con mình đang chơi đó thì nó hạng cuối. Mình đang cũng đúng một con ở trong cái tier list thôi, đó là con Ivan Cốc thôi. Còn mấy con kia thì chiêu hoài không ra anh em ơi. Cái này chắc phải hên xui anh em ơi, chiêu hên xui nha. Ê, mới lên được một chút level mà mạnh dữ vậy. Nó khác liền anh em ơi. Đang nộ mà con Bitmom nó phá nộ hả ta? Tính ra là đang nộ luôn á anh em. Phá nộ dữ vậy. Giỡn mặt hả? Quê nè, được. Ê, ủa, rõ ràng là hồi nãy mới vừa... Không lẽ Bitmom nó có tới tận 2 mạng ta? Bitmom này cũng trong tier list nè anh em. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Choáng. Á chà, á chà, á chà. Thôi chị ơi. Một mình Ivan Cốc chơi đủ không ta? Chơi được không ta? Được nha, được nha. Được nha, quên nãy. Giỡn mặt hả mày? Nhìn nó hơi biến thái một tí. Nhưng mà nó mạnh đó em nha. Ok, ngon. Gói này gói hàng ngày cũng được nha. Gói này bơm lúa cũng được anh em nha. Ủa làm sao ấm ra đây rồi, ok. Đó, bắt đầu đi ải được rồi anh em. Lâu lâu nó sẽ có một cái ải cực kỳ khó. Còn mấy cái ải nhỏ nhỏ này qua dễ lắm anh em ơi. Rồi, để coi. Ủa sao tự nhiên có con này ta? Tí mình chắc bỏ con này, nó kiếm con này búp búp được được đi anh em. Búp búp được được đi cho team. Nói chung búp HP cho team ấy bỏ vô là ok. Để mình ly ải cho dễ ha. Rồi các anh em ơi, thì đó là cái video ngày hôm nay ha. Anh em thấy hay thì hãy cho một like giỏi kênh cho anh em. Anh em ủng hộ mình thì anh em hãy cho mình một like thì giỏi kênh nhiều nhiều tí để mình làm ra các clip tiếp theo anh em ha. Đợi kia rất nhiều.